Chào các bác nha. Hôm nay dây nhôm bên em này về đủ các chủng loại kích cỡ này, bác nào cần thì alo cho em nhé. Thì đây em sẽ quay các bác xem một số cái cỡ dây. Đây, đây dây nhôm đen loại 1 bên em nhé, 5 ly này. Đây là một cọc 5 ly. Đấy, rất nhiều nhá. Dây thì như này. Mình có thể em bóc và xem nhé. 5 ly này. Rất to nữa. Đây cũng 5 ly này. Đây là cỡ 4 ly này. Một cuộn này thì nó rơi vào tầm 10 cân nhé. Tầm 10 cân. Đây là cỡ 3 ly này. Dây nhôm bên em rất là dẻo nhé. Loại 1 nhé. Rất là dẻo. Đây, nhôm 3 ly này. Đây một số dây nhôm màu đồng này. 3 ly này. 7 ly. Đây đang bọc. Bên mình đang bọc thì chuyển đi nhé. Nó đồng là ông ấy đồng ý là lấy 1 ly, cơm 1 ly. À ly rưỡi đi, ly rưỡi. Đây. Từ từ đã tí nữa. Ơ dây nhôm bọc bọc đen cơ mà. Dạ. Đây là cái dây nhôm màu đồng, ánh đồng. Đây màu đồng nhưng mà nó sẽ thâm hơn nhé, thâm hơn. Đấy. Còn đây là dây nhôm trắng bên mình nhé, nhôm trắng này, nhiều nhôm trắng. Đấy. Bên em có đủ các cái cỡ nhé, các bác có thể alo hỏi bên em nhé.